con vừa bắt tôm phải lên nha, để hai người mới căng ra hai bên mới thả được. Rồi đó, buông ra thôi. Rồi lên đây, bắt đầu. Có con diều ma cũng lên rồi nha, ma phấp phới luôn. Rồi đây con dế càng, lên con dế càng luôn. Kém gió, gió 16 mà có ít nhỏ quá, có lên được hay không hả? Không, không biết đâu mất tiêu rồi, không mất hình luôn rồi, chắc không ra quá. Rồi nhỏ lên, nhỏ lên. Rồi con này lên này là hết rớt rồi. Một con bạch tuộc, một con diều ma, một con diều dế, rồi mấy anh em thu diều xuống nha. Rồi. Con nào? Con. Rồi, vô. Rồi, vô đây.